vậy đúng không? Sao mà lúc nào không có chuyện hết trơn, không chuyện này cũng có chuyện kia hoài, người trong nhà không à, không nhờ chuyện nhau cái gì chứ. Mày không nhờ nhận từ tí nào vậy, dù gì cũng chạy tiền của mày cũng là người lo em xuống đây cái thứ rồi, giờ mày làm gì em coi được không? Lôi em xuống mà bên em không được thì đừng có nói. Mày đúng quá trời đúng rồi Bình. Quét cho nó qua mấy cái kẻ này cho nó gớt xuống dưới luôn. Chị quét cho. Ủa thì sao không để cho nó dọn đi? Ủa đi lên con lên cho. Buồn gà. Có để xíu rồi. Để cho nó dọn rồi cho nó quét kia ta. Để nó dọn đi nó làm đổ mà. Mày làm mày dọn cho tao. Ai làm đổ? Bây giờ mày có lại mày dọn không? Anh Ken bỏ xuống đi để cho nó dọn. Nó chỉ nhỏ hơn em có 1 tuổi rồi. Anh rồi bây giờ em hỏi nè, anh nhắn cả một đời mày, anh nhận nó làm rồi sao mày nó làm một cái gì, ví dụ nó xúi quýnh người ta mày ở tù, anh vô ở tù tiếp hai nó hay gì? Em không thế nào vậy được Ken. Anh ba Ken cũng tùy cái hoàn cảnh, cũng tùy chuyện mà anh làm thôi, anh ấy cho nó thôi. Nó chỉ nhỏ hơn em có 1 tuổi, anh năm nay 17 tuổi rồi. Con bé đâu biết suy nghĩ hay gì. Làm đổ tùm lum cho mình lại dọn đi. Làm cái cửa thấy gớm mới ra cái sáng cái sột giờ nữa kìa trời. Bước vô dọn. Nó bây giờ mày có dọn không? Anh kia nó có làm đâu. Bây giờ không có quyền gì, không phải là người làm mới dọn. Mày làm đổ thì mày phải dọn, giống như mày ăn cái gì mà mày lỡ mày làm đổ mày cũng phải lụm lên nữa. Bây giờ mày có lại mày làm không? Không. Tao đếm từ 1 tới 3 mày lại mày dọn mấy cái này không? Em lúc nào cũng như vậy chứ. Nó từ từ nó dọn. Từ từ tao kêu nó dọn. Bây giờ mày có lại dọn không? Tao bật tới nha. Sao đi. Ôi, từ từ bay luôn đi. Nào, buông nó ra. Buông nó ra. Làm gì vậy? Chết thiệt chứ. Thôi. Thôi. Buông nó ra không? Thôi. Anh Tú lên đây. Trời ơi, Tú ơi, Tú. Mày đừng nữa, Tú ơi. Mày buông ra đi. Mày giờ này tao xúc giận nó còn. Sao vậy? Em hai bà quýnh em hả? Nói cho sao, em nghe, đừng có mày vô hay mày nó làm gì với chị tiền hả? Ta cứ dùng mình là của nhau, suốt muôn đời này nhưng giờ đổi thay, trên váy người vội mặc trao. Tôi quên lộn ghét hoài rồi, ghét tao không muốn nghe chúng tạo chuyện cho tự nhau luôn đấy. Quánh hoài vậy. Cái gì em là nhỏ rồi thì ta nói thì nghe đi, rõ rõ cái gì có chết trong gì đâu mà. Còn kênh chứ có kênh chi vậy không biết nữa. Tao không hiểu nổi luôn á Trâm. Mấy nãy giờ tao nhịn nó nhiều chưa? Cái con lỗi thì không nó có biết cằn nhằn nó lỗi không? Gì đó con. Anh dạy nó lại coi anh Ken nó làm thái độ gì kỳ vậy? Trời ơi, đi theo làm với chị dạy không được, Ken dạy. Thấy em có sai không? Bà vô quýnh em quá trời đó, xô em năm sáu người xô đó, em sai chỗ nào? Ủa chị kia mày phun nước miếng vô thau trà sữa làm cái gì? Chị cũng đã tạt em lại rồi. Ủa mày làm gì chi cho có chuyện hả? Chị em sợ mọi người đau bụng nên mới tạt. Sợ không? Đau bụng đó là chị uống vô, cưng làm vô cưng sai đồ ăn đủ mà cưng phun nước miếng vậy bà ai ăn nữa? Một người nói thôi, năm sáu người lao vào nói tấn công nó, rồi năm sáu người lao vào xô đánh nó. Vậy mà còn có chưa nghe đó. Năm sáu người mà còn chưa nghe đó. Rồi gì mày không thấy nó sai với tụi tao sao mày bên nó hoài à? Không phải tao bay nhưng mà dù mày thì nó ở sai mày rồi, mày nói cho mày nói rồi hai đứa mày giải quyết. Bán đi ra mày. Nó làm cho mày bây giờ, nó làm cho mày rồi, mày phải giải nó lại nghe. Tao đây nó lại đi rồi, tao không xin lỗi mọi người đó, tao thay mặt. Nó có xin lỗi chưa? Rồi. Mày có kêu nó xin lỗi cho tao chưa? Thì để từ từ nó xin lỗi. Rồi sao mày bắt lỗi tao lỡ là 5-6 đứa dồn dập nó là sao? Thì một đứa nói một thôi, một đứa nói thôi, 5-6 đứa tao nghe tao vào xua nói như thế. Ai xô nó, ta vô ta can nó dài. Nhưng mà ở đây ai cũng lớn tuổi hơn nó, có quyền để mà nói. Ai lớn tuổi nhà tao cũng làm này lớn nghe. Tao cũng là người từng thuê mày làm cho tao, mày đừng có thái độ đó. Mày nhìn cho mày lớn có 1 tuổi thôi à. Hôm nay mày không có cái đầu để mà suy nghĩ hả? Làm như mình đúng nó vậy mình lên ngang. Nhưng mà nói chứ mày đâu có nộng mà lại đi. Dạy mày đi, cái chổi đi. Chuyện ơi, dạy cái chổi đi. Nó cũng đâu có mắc dạy giống như là mày đâu mà dạy lại. Đâu mất dạy đâu. Mày làm cái thái độ gì vậy? Ủa đứng tao suy nghĩ cho mày. Mày từ ở tay nâng lên, một hai một mạch xuống đây làm cho tụi tao. Đã không nói tới rồi thôi, mày cứ lặp đi lặp lại hoài nha. Chứ không phải dẫn xuống đây xong rồi xua đuổi rồi cũng bên rồi đuổi cái gì nào? Tại vì mày làm quá trời đúng rồi. Ờ, nó cũng làm quá trời đúng rồi. Em anh mà anh bên đúng rồi. Xua đuổi mày chỗ nào? Mày nghĩ làm đi, mày kiếm về tay nâng luôn đi cũng được. Mày
sai chưa? Hay là mày đúng? Mày có đúng không? Đúng mới nói. Trời, đúng mới nói giờ tao quýnh mày, tao quýnh mày tao thằng. Rồi, còn ghét cái gì? Còn ngang ngược nữa trời, còn ngang ngược nữa trời. Em đúng cái chỗ nào em làm cho nó mình mua đồ, nó kêu mua đồ giùm gì đó. Em có đi mua giùm không? Bây giờ như cho Hoàng Anh đây nè. Anh nói đúng chỗ nào? Rồi, anh nói em nghe nè. Cho bây giờ là cho Hoàng Anh với bằng của tiếng Anh đó. Hồi nãy sai chúng tôi là sai đó. Còn lúc mà cô tiền sai em có đi không? Đúng chưa? Hay là em ấy cái nó mà em đập xuống đúng chưa? Anh nói phần này đúng chưa? Bây giờ cho là anh với tiếng Anh đó. Có mấy đứa nặng nó mới đi đi cũng có đeo khẩu trang đâu. Ủa, nó không đeo nhưng mà anh cũng nhắc nhở mà. Đâu anh để cho đi không ra được. Cái gì mà tao không thêm này nữa. Bây giờ mình đi ra khỏi nhà đi. Ủa, em làm với anh Ken, em có làm với chị đâu chị Hai. Làm với anh Ken nhưng mà ở nhà này là ở nhà anh Khánh, anh của tao khác. Làm với anh Ken thì anh Ken vậy đang ví dụ anh Ken làm với Tim thì anh Ken sẽ ra đây làm. Còn mày tao không muốn ở đây thì mày đừng có ở đây nữa. Mày đi ra khỏi đây đi. Tao đi. Rồi đây. Rồi mày có dạy nó lại được không? Từ từ tao dạy nó. Rồi mày có kêu nó là xin lỗi một tiếng không hay là nãy giờ mày bao che cho nó hoài? Tao bao che nó cái gì? Bọn tao nói tới thì không được, mày nói ra nó vô bọn tao là sao? Mày bảo từ từ nó xin lỗi. Mày cứ dồn dập ép nó như thế, nó biết nói gì, nó biết làm gì. Từ từ nói hả? Rồi nè. Giờ mày làm đó, anh dạy dọn cho mày hết rồi đó. Còn cái gì để mày nói không? Mày giống như mấy bữa nấu cơm cái chén vậy thôi. Ủa? Mày có ăn không? Mày ở nhà. Không lẽ mày ở trong nhà lịnh lòng má gì mày không làm tiếp ai cái gì hết trơn vậy? Mày bởi vì bây giờ mày nhỏ quá trời, mày nhỏ tao không biết dạy mày sao dạy mày cứ bước ra đây không à. Ai chấp nhận dạy em được nữa. Dạy mày á, chung nhau thôi, nói ỉ đâu hiếp mày. Còn không đúng nói mà. Mày đã cho mày sai gì hoài. Ỉ đâu đang hiếp đúng mà. Đang hiếp mày là hiếp mày cái gì? Đâu ăn hiếp đâu, xô cái được làm bốn đứa. Trong đó ai sai? Ai sai tự nói, tự gán chịu, tự biết đi. Nói đúng mà, ai nói sai? Có xô người ta không nói tiếng. Ủa, cắt đầu là cũng đã quờ nhau hết rồi, xong giờ là mày nói xô gì? Bước ra đây em xô lại quờ. Chứ mày phun nước mía vô đồ ăn gì, người ta ăn quạo, người ta không xô mày. Trời với mày không làm gì ra xô mà má chưa dám xô mày. Giờ anh nói cái gì anh cũng bình hết. Bây giờ để quay im đi chứ mà anh Ken xíu tao giết nó chết luôn á. Anh Ken ở đằng kia có cái nhà trọ đó, nói chung là bây giờ có giấy chứng minh là sẽ lên đó ở được. Anh lấy đồ của nó cho nó ăn ở đi. Em cũng không muốn cho nó tên con gái con nữa rồi thì anh sẽ lại đó anh ở chung với nó. Nhà trọ em sẽ đang đuổi anh rồi cái hàng tao đi gì. Em không có đuổi anh, bây giờ anh đem nó lên đẳng đi rồi anh lên đây anh làm. Được rồi, chứ nó ở đây không biết gì. Rồi nó ở đây với của mày là rồi bây giờ nó ở đây xéo chị ơi, hiểu không? Nó ở đây là nửa xéo anh rồi. Nó ở đây mày bảo đảm với tụi tao là không có chuyện không? Ôi. Thôi mà thôi. Bây giờ đuổi nó đi cũng không được nữa. Thôi mày nghe, mày làm chủ trên đây có nhà chợ thiệt mà trên đó bây giờ đang dịch á. Rồi bây giờ nè, tao nói mày bây giờ không có chuyện nghe nè. Mày là từng là cái người thấy nó, gia đình nó cũng biết mày chứ sao không? Bây giờ rõ dính dịch mày là người chịu trách nhiệm đó. Gia đình của nó đâu có biết là anh Ken là mới mướn nó đâu, đúng không? Mày mà tao nói mày đúng không? Nó thay đổi, tao cũng đâu chấp nhận được, nhưng mà giờ bỏ nó đi đâu bây giờ? Lên cho nó mà dính dịch một cái là mày với chị Tiền là người đứng ra chịu trách nhiệm hết mọi thứ. Tao mà là tao có muốn nói nhiều, tự quyết định đi. Với lại một điều nữa, nhà này cũng không chịu tiếng Anh mà tao có như vậy đâu. Thôi em, chị đang nói để cho mình ở đây, còn có trả lời đúng nữa. Bây giờ mày nghe tao đi, tao thiệt cái cha mày nghe tao đi. Mày cũng coi như được em ở trong nhà mà mày. Còn anh Ken á, thì bây giờ anh nhận nó làm á, thì anh cố gắng anh khuyên dạy em á, sao chứ được có để mà xích mích vậy nữa, không có tốt đâu anh. Thì từ từ em. Mà không ai chạy trâu với thằng này chứ nó làm hại tao, nó cũng bướng, nó cũng nhặn như này. Chứ bây giờ mình muốn đoàn nó trong ngoài rừng hay gì? Tao có đuổi nó chưa? Hay là tao nói gì đang cho nó sửa lỗi? Mày ăn nó. Chứ bây giờ nó không làm mày nữa, bây giờ tiền đâu nó sinh hoạt, tiền đâu nó ăn uống này kia các thứ, rồi nó ăn cái gì uống cái gì? Không lẽ tao chó đến mức mà tao không trả tiền lương cho nó? Thì mày trả tiền lương là trả tiền lương dứt cái tháng của mày. Rồi mày không ngứa nó làm nữa, bây giờ mày không để vấn đề này tao nói hả? Tao nói đang cho nó sợ thôi, đang cho nó xin lỗi tiếng Anh mà nó có xin lỗi không? Rồi mày còn tiếp tay nó, em thấy không? Còn tiếp tay, còn nhẫn nó làm thì kia. Rồi cho nói nó không như thế, vậy. Nói
Bây giờ mày làm việc với tao đi, tao đuổi mày đi rồi mày làm không mày vậy? Đúng mà là một cái của một người đi làm thuê. Tao từng là một đứa làm thuê cho người khác. Người ta chủ cho nói gì thì nghe là theo chứ không có ngang muốn gì. Làm cho tao quá dễ mà. Tao dễ với nó quá mà. Dễ quá đi bên ngoài quả mút. Rồi da. Mày sai mày đúng. Anh thấy không? Chăm nó cứ ờ quá trời đúng rồi. Quá trời đúng. Mệt quá. Mệt gì mày nhận đó mà. Thì tao cho một chút xíu đi rồi cho nó dễ nhà này chứ thiệt sự bây giờ lại cứ căng 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 gì hoài ai làm với ai được. Ngay lúc đầu đó tao nói tao chỉ là nói cho nó sợ thôi, tự nhiên cái mày nói mày nhận á. Chứ một khi chứ bây giờ mày nói cho mày đuổi nó tao biết được mày làm nói cho nó sợ hay là mày muốn đuổi nó mà mày đi phải hỏi tao mày hỏi là mày đuổi nó nói cho mày đấy không vậy. Giờ nó mệt ai lo đây, giờ con này mà bắt khổ thở mệt nè. Đưa nó vô trong phòng nghỉ đi đó, mày đưa vô trong phòng nghỉ. Bây giờ nếu bây giờ nghỉ mà ngồi cãi nhau mãi. Bé này chắc nhận là không có nói chuyện gì nữa nha, không có công, không có trả lời với anh chị nữa nha. Bây giờ nó mệt mày chịu trách nhiệm không? Cái gì nó vậy? Nhưng mà ra lên. Nhỏ nó cũng bị xuyên đấy. Thôi để câu chuyện hấp vô đi. Em coi đây. 4-5 đứa dồn dập trong người, nó nói nó như thế nè. Coi em á ai. Nhỏ mà láo ai nhịn cho nổi. Coi em xỉn cho đi. Nè, xỉn nè, nè. Sao? Ừ. Rồi, đứa hai đứa, một đứa là dạ. Đứa vô phòng dẹp cây, nó nói ra đây, nó nói ra đây. Nó nói nó một hồi nó chết luôn bây giờ đó. Thôi, được rồi, ghen. Để cho nó thở đi, cho bé nó thở đi. Chữ lên nhà đây, dồn dập, nhỏ. Đi vô phòng, đi lên, trên ấy nằm đi, rồi chút đi tắm sao đi. Rồi, Tiền coi tắm rửa với Tiền ơi. Ba tắm rửa tôi đi nghe mày đi cùng tao luôn cái á. Trời trời, chỉ có chút xí rồi mà tụi mày ra làng à, mày. Đi kêu ca cho đường. Với Tiền, chị Tú mệt quá kìa. Tiền ơi, à. Cô Tú mệt quá nè. Chị Tú mệt kìa. Tú mệt quá trời. Trời ơi, sao hai nạn nhân rồi, giờ chắc tới tôi nữa quá. Tôi mệt luôn, đồ gói đỏ thét cái gì vậy? Này mình mảy da vẽ nó đỏ lên luôn rồi kìa. Mỗi lần đưa vô trong phòng đi, đưa vô trong phòng đi em. Trời ơi trời, đỏ chặt hết trơn luôn kìa trời. Tay chân gì đỏ chặt hết trơn nè. Đỏ tùm lum hết trơn rồi, đi vô đi vô đi.